cô Giang lên cúng chùa đi chị. Chị ơi, chị cho em hai cái cam với cái Cây thanh nha. long đi chị. Thanh long ngon nè. Cam nữa ha. 10.000, cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị ạ. Cô Nhan đi chị. Dạ bé sắp này. Cảm ơn chị. Chị ơi mua hoa giùm em đi. Cho chị bó bông đi em. Dạ, cảm ơn anh chị. Ai mua hoa không? Mua hoa cũng bột đi. Sao chứ? Em không sao. Cảm ơn Thảo nghe. Anh Nhân ơi, anh có sao không? Anh không sao. Em cảm ơn anh Nhân nha. Đâu rồi cháu? Thôi mẹ em kêu em về rồi. Thôi em chào các anh chị em về nha. Thảo, bữa nay sinh nhật em, anh có một món quà cho em nè. Cháu. Nè, em thích không? À, em thích lắm. Cảm ơn anh Nhân nha. Các con ơi, Nhân ơi, Nghĩa ơi. Mẹ. Mẹ. Các con làm gì ở đây vậy? Mẹ tìm các con nãy giờ đó. Con chào chị Nhân. Chào, chào mẹ. Nhân à, con ra quán của ba đi con. Dạ. Chào con. Bye bye nha. Dạ đây. Thôi bây giờ con về với mẹ nha. Dạ thôi, con muốn lại chơi với mấy bạn. Rồi, con ở lại chơi với các bạn. Chút xíu nữa mẹ ra rước con nha. Dạ, con chào về. Mẹ về trước nha. Dạ, lát con về. Thôi, mình vô chùa chơi. Ừ. Ê, họ đang làm gì vậy? Họ đang xin xăm đó. Mẹ mình nói gì đó linh lắm. Ê, vậy mình bắt chước họ mình làm hả? Bây giờ mình nhờ ông Trần giải giúp chúng ta đi. Ừ, để tôi cầm cho. Bạn làm lộn xộn hết rồi. Không biết quẻ xăm nào là của mình nữa. Không sao đâu, bạn đừng có lo. Nhưng mỗi quẻ xăm đều mang một số phận khác nhau mà. Ờ, nhưng bạn đừng có lo, mình tin chắc á là cả ba lá xăm của tụi mình đều tốt mà. Thiên thời địa lợi nhân hòa, xin xăm để biết hèn sang giàu nghèo. Ông ơi, ông ơi. Trời ơi, mấy đứa nhỏ tí nữa thủng lỗ tai ông rồi. Đi, đi chỗ khác chơi đi. Ông ơi ông giúp tụi cháu giải quẻ xăm này đi. Đúng rồi đó ông. Cái gì? Con nín mà xin xăm cái gì? Đi chỗ khác chơi đi. Đi. Ông mà. Ông mà.
vui mà. Đi chỗ khác chơi đi để cho ông nghỉ. Ông ơi, tụi con á cũng muốn biết cái gì đó mà. Con tin là ông sẽ giúp tụi con mà ông. Trời ơi, con nít mà xin xăm cái gì? Nghe ông. Đi mà ông. Đi ông. Thì thôi, đưa đây, ông xem cho nó vui nhá. Dạ. Đưa đây. Nào. Ơ, một mình mà ba quẻ như thế này, làm sao mà xem? Mỗi người một quẻ, người ta mới biết là vận mệnh là của đứa nào chứ. Như thế là làm sao được? Nè. Rồi là rồi. Xin xăm mà bây giờ nó có nhớ là của đứa nào đâu. Nó cầm một đống như thế này rồi biết đứa nào cầm. Đúng là chúng mày xin xăm rồi. Ông, giúp chúng con đi. Rồi, được rồi. Đứa nào trước đây? Dạ con. Xem cái gì đây này. 39. Thượng, thượng. Được đấy. 39. 39 này. Ông ơi ông, vậy lá xăm này có tốt không ông? Đây nhá. Lá xăm này là thư tân bất đệ, đắc nhẫn thả nhẫn, đắc nại thả nại, tụ đại thời trí, công danh hoàn tại. Ủa ông ơi ông, là sao vậy ông? Thế đã bảo chúng mày có biết cái gì đâu mà xin xăm. Nói chung là như thế này. Cái lá xăm này khá tốt. Nếu xét về thăng tiến trong tương lai thì cái lá xăm này khá tốt. À, tuy bây giờ là có gặp khó khăn, nhưng mà làm việc gì thì cũng cần phải kiên nhẫn, thì công thành danh toại. Thế nhá. Dạ, con cảm ơn ông. Nói chung là tốt, rất tốt. Rồi, bây giờ đến nữa nào. Lá xăm này sao ông? Ừ, lá xăm này hả? Con bé này xinh nhỉ? Lá này, ôi dạ, hạ, hạ, này, xấu đây, 02 hả? Không, à đây, 02. Lá xăm này nói về sự thất bại của quân lính nhà Tần, người đã mất đi 3 vị tướng lĩnh của mình. Nhà Tần bị đánh bại và 3 vị tướng lĩnh của họ bị bắt. Quân lính nhà Tần bị giết vô số kẻ. Nó có hiểu gì đâu. Thế mà cũng xin xăm. Trời ơi, khổ thật. Nếu nói đúng ra thì lá xăm này là nó nói về tình duyên. Nó rất xấu. Mới có bọn lớn mà bây giờ bắt tao xem về tình duyên. Tao nói mà tao còn ngượng đấy. Đường tình duyên của lá xăm này rất xấu. Dù có yêu ai hay là lấy ai thì là cũng phải chịu đau khổ. Có hiểu yêu là gì không nào? Ui giời, nói chung là suốt cả cuộc đời cô bé không được hưởng hạnh phúc, sẽ trúng lên sự đau khổ và thất vọng. Nói chung là thất tình đấy, hiểu không? Ui giời, mệt quá. Thôi, nói chung là lát xem phải xấu, xấu lắm. Rồi, còn đứa nào nữa, đưa đây nào. Dạ con nè ông. Đây, cầm lấy. Cái này à? Ui giời, riêng mày, thằng đàn ông này. Sao đây? Ôi, lát xem này, chưa biết như thế nào nhưng mà để xem. Mạnh giang nữ tìm chồng ở vạn lạc Trường Thành. Ui giời, sao tự nhiên nam mà lại lạc vào vận nữ như thế này? À, thôi được rồi, ông sẽ nói nhá. Nói đến cuộc đời gian truân nguy hiểm với những lỗi lầm. Cái điểm xấu của cái lá xăm này là cái chỗ đấy. Úi giời ơi, nếu nói thế thì cái số phận này nó còn đau khổ hơn cả cái chết. Xô thằng này sao khổ thế nhỉ? Trời ạ. Trẻ con mà tự nhiên lại đi xin xăm thế này. Thôi, xem thế đấy. Về có gặp ai hỏi lại thì hỏi đi. Thôi, mệt quá, về đi. Thế sự du du nại lão hà, vô cùng thiên địa nhập hàn ca. Vận mệnh cuộc đời biết đâu mà. Mình nghĩ lá xăm sau cùng là của mình đó. Chắc chắn là không rồi. Lá xăm này nhá là của cậu, còn lá xăm này là của mình. Sao bạn chắc chắn vậy? Tại hồi nãy á, lúc mà tụi mình xin xăm, mình đã nhớ tất cả các số trên lá xăm của tụi mình rồi. Thật vậy sao? Vậy lá xăm của hai bạn là 6 sao?
Mình không có lo. Lá sâm của anh nè. Không cần đâu, đi chơi à. Em có bánh nữa nè. Bánh, bánh đâu, bánh đâu, bánh đâu, bánh đâu. Bánh. Toàn bộ hồ sơ này là giả. Tôi chưa từng thấy chúng. Toàn bộ hồ sơ này là chữ ký của ông. Bây giờ làm ăn thua lỗ, ông định đánh giá chúng tôi à? Tôi đã kiểm tra thông tin rất kỹ, không có một chiến hàng nào bị bắt cả. Mấy ông gạt tiền của tôi. Trong làm ăn phải chấp nhận rủi ro. Thương trường là chiến trường. Những chứng từ này đều là chữ ký của ông. Ông xem lại đi, rồi hãy tự cứu lấy mình. Các người lừa tôi, tôi sẽ thưa các người ra tòa. Hãy nhớ đó. Anh nè, anh thấy em mua cái áo này cho con có đẹp không? Đẹp lắm. Con đâu rồi em? Nó ra ngoài chơi cùng đám bạn hàng xóm rồi. À, anh nè, anh vào trong anh rửa mặt cho mát đi. Đợi con về rồi cả nhà mình cùng ăn sinh nhật con luôn. Bạn đang cầu nguyện chuyện gì vậy? Mình cầu nguyện á, chúng ta sẽ mãi mãi trở thành tốt với nhau. Kệ đi, bắt nhau từ trước. Được rồi, bé coi tụi nha. Ơi, sao bạn hết vậy? Chạy lại bánh đây. Bỏ tôi trả lại. Ông trả, mình ăn hết luôn. Trả không? Trả. Của anh nè, của bạn nè. Cảm ơn. Ba
bánh ngon quá ha. Một lát chơi xong á, mình sẽ mời hai bạn về nhà mình. Hôm nay ba mẹ mình có nhiều đồ ăn ngon lắm á. Ố, để mình xíu. Cái gì vậy? Tặng em nè. Wow, đẹp quá à. Thôi, mình ra khỏi thuyền đi. Ừ. Anh đúng lại. Đúng lại. Anh đúng lại đi. Ba tụi em hoài à. Đúng lại. Không đúng. Không đúng. Đúng lại coi. Đúng lại. Đúng lại. Đúng lại. Vô đi. Lẹ lên. Tại sao lại xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng như vậy chứ? Làm sao mà tôi biết được? Công an họ vẫn đang điều tra mà. Mà có khi nào á là do thù oán gì không? Làm gì có. Tụi nó từ trước giờ có biết lòng ai đâu. Con Thạch Thảo á, nó may mắn thoát chết. Nhưng mà bà nè, bà đó nghe, phải kín mồm kín miệng. Hung thủ mà biết con Thạch Thảo đến nhà mình, nó đến diệt khẩu là cả nhà mình tiêu luôn á. Hay là bây giờ mình đưa vô cô nhi viện đi bà. Ai ăn ở ác nhân ác đức vậy? Ông không nói, tôi không nói, ai mà biết chứ. Ba mẹ của nó vừa mất, chỉ có ông và tôi đụng mọc, bỏ nó rồi. Ăn nói sao với ba mẹ nó kiếm số vàng đây? Trả lại banh cho cậu bé đây. Dạ cảm ơn ông. Dạ cảm ơn ông. Đi thôi các con. À chị ơi, chắc chị là người ở gần đây. Vậy cho tôi hỏi, chị có biết người này không? Nghe nói họ có một đứa con gái. Vậy chị có biết nó không? Tôi không biết gì hết. Tôi chỉ mới dọn tới đây thôi. Đi thôi, đi thôi các con, đi. Rồi bà đây.
đưa đi con. Ờ, đây. Rồi. Rồi, lên đi con. Lên đi. Ba đứa lên. Lên con. Ngồi ngoài đi con. Bà lên trước đi. Tôi đã nói với bà chưa nói trong nhà là ba theo tay vào trong mà bà đã không nghe. Bây giờ mình mới dọn đi tới nhà mới ở thì để tính sao bọn làm mặt đó thôi mà. Thôi đi, tôi thua bà được rồi. Cái gì mà cũng cãi được. Có ba mất rồi đã quan trọng theo chưa? Tôi biết rồi, sao cứ căng ngang qua vậy? Anh Nhân ơi, em sợ quá à. Thảo ơi, em đừng có sợ. Gia đình mình đã dọn đến nơi an toàn rồi mà. Thảo ơi, Thảo. Thảo ơi. Dạ anh hai, cứ vô đi anh hai. Em uống nước sâm đi. Dạ. Mẹ thấy mấy hôm nay em mất ngủ, cho nên mẹ nấu nước sâm để em uống cho có sức đó. Dạ em cảm ơn anh hai. Em uống đi. Cảm ơn anh hai. Tối hôm qua em ngủ có được không? Em ngủ ngon nhưng mà thấy hơi hồi hộp. Thời gian trôi nhanh thiệt. Mới ngày nào em đến nhà anh, em mới có 9 tuổi. Vậy mà trước khi chúng ta nhận ra điều này, em sắp trở thành cô dâu rồi. Anh hai, anh đã chăm sóc cho em thật nhiều. Em cảm ơn anh nhiều lắm.
đó là những gì anh có thể làm được cho em. Anh chỉ mong là em tìm được cho mình một người chồng thật xứng đáng. Em cảm ơn anh hai. Anh hai, em hy vọng anh sẽ là người kế tiếp nhận được may mắn của tụi em. À. Con à, ở dưới nhà mọi người đến đông đủ lắm đó con. Cô dạ. Dâu, chúc mừng cậu nha. Cảm ơn cậu, cậu để mình đợi lâu quá đó nha. Tôi tới có trễ đâu. Tôi đã sẵn sàng bỏ thêm chút thời gian để giúp cô trang điểm thật lộng lẫy. Gần đến giờ rồi, đàn trai sang rước dâu rồi đó. Làm dạ. Nhanh lên nha con. Dạ. Thảo à, kể từ ngày hôm nay, con đã là một người vợ và là dâu con của người ta rồi. Con hãy cố gắng làm tròn bổn phận nghe con. Có gặp khó khăn gì cũng phải cố gắng vượt qua nghe con. Đó là cơ duyên của Thạch Thảo mà. Mẹ đừng có nói vậy nghe buồn quá à. Thì mẹ cũng biết vậy. Nếu ba mẹ Thạch Thảo còn sống đến bây giờ, nhìn cảnh nó yên bề gia thất, thì chắc là anh chị mừng lắm. Mẹ ơi, từ lâu lắm rồi con đã coi ba mẹ như ba mẹ ruột của con. Bây giờ các cháu đi trang điểm cho xong trước đi. Nhanh lên, chú rể sắp đến rồi đó. Dạ. Nhớ ăn cái gì lót dạ nha không con? Dạ. Nhân à. Dạ. Thằng Nghĩa có điện thoại cho con là về dự đám cưới của Thảo không con? Con không nghe. À, Nghĩa ở nước ngoài mà. Mẹ biết. Nhưng nó biết hôm nay là đám cưới của Thảo mà. Nó phải sắp xếp công việc, về sớm đi dự đám cưới chứ. Biết đâu là nó làm những chuyện bất ngờ sao? Trời ơi, giờ này mà em còn ngồi đó đọc báo sao? Em đúng là chú rể sung sướng nhất mà chị chưa từng thấy mà. Còn sớm mà chị, có gì đâu mà dội. Thì ít ra cũng phải chải lên mái tóc cho nó gọn gàng chứ. Chị à, Thạch Thảo lấy em đâu phải vì mái tóc của em và cái đám cưới đình trang này. Nếu mà em có quyền lựa chọn, em sẽ lựa chọn một đám cưới đơn giản. À, em nhớ gọi điện thoại cho mấy người bạn của ba nha, để ba vui lòng. Thôi, thôi được rồi, em sẽ gọi. Đây. Nè. Thảo đẹp quá kìa. Cô bé xinh hết á. Tôi mà đứng gần cô dâu á, cái áo dâu sẽ đẹp hơn. Làm ơn hai đầu số đi Đào. Cô đừng quên hôm nay cô là dâu phụ đó. Cái áo này để cô mặc hơn là cái chắc. Phải rồi, đồ cô mặc cũng khiêu gợi quá ha. Tôi mặc còn đẹp hơn. Đây, mặc cho. Thời gian không còn sớm nữa. Chuẩn bị xong chứ các con. Chuyện gì vậy? Sao các con vô ý vậy? Làm bể cái bình hoa dương giải khắp sân nhà rồi kìa. Mẹ à, đó là điềm tốt mà mẹ. Thảo à, em đừng lo lắng quá. Thảo ơi, mình xin lỗi. Sắp tới giờ rồi đó, em chuẩn bị đồ xong hết chưa? Xong rồi. Alo ba hả? Có chuyện gì vậy ba? Mọi chuyện nhà xong hết rồi, ba chuẩn bị bên nhà hàng xong chưa? Alo. Anh Minh Toàn, em... Phương Linh hả? Có chuyện gì vậy em? Em đang ở đâu? Em muốn gặp anh... Nhưng mà... Phương Linh! Alo! Alo! Em ra ngoài có chút việc kìa chị. Oh.
Cô Linh, sao vậy em? Sao vậy? Hả? Nó trễ hơn 40 phút rồi. Nếu bị kẹt xe, cũng đâu có trễ lâu như vậy. Con thử điện thoại xem sao. Có ai nhấc máy không em? Ảnh là người không bao giờ trễ hẹn hết á. Thậm chí có trễ hẹn 5 phút thì ảnh cũng phải gọi điện báo cho con biết. Không hiểu tại sao. Không sao con, không sao đâu. Chắc là có chuyện gì đó, chứ không thể làm như vậy được đâu. Có thể là nó quên mang điện thoại. Con gọi về nhà nó coi. Alo, Thạch Thảo hả? Mọi người cũng đang đi tìm nó nè. Nó bỏ ra ngoài sau khi nghe điện thoại của ai đó. Bây giờ thì cả nhà không biết nó đi đâu nữa hết á. Thank you.
Thảo à, con gọi lại cho nó lần nữa coi. Không biết thằng Minh Toàn đã làm cái gì vậy chứ, thậm chí không điện thoại cho mình một tiếng nữa. Bà đừng có nói như vậy, vấn đề là có chuyện gì xảy ra với nó kìa. Thôi, mọi người đừng quá lo lắng. Minh Toàn không phải là người trốn tránh trách nhiệm đâu. Chắc có chuyện gì quan trọng nên đến trễ. Mọi người hãy bình tĩnh đi, để xem có chuyện gì xảy ra rồi hãy kết luận. Chị Phương Linh, chị Phương Linh, anh Minh Toàn, anh Minh Toàn ơi, chuyện gì vậy Thảo? Thảo, 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 chuyện gì vậy Thảo? Có chuyện gì với em? Thank you.
Cô có thể kể cho tôi biết khi cô trở về nhà cô có thấy chuyện gì khả nghi không? Mình xem. Yêu nhau trong tình yêu hai đứa chung.